ai trong tình yêu mà không điên cuồng nha, không đánh mất bản thân mình một lần, điều đó có nghĩa là người đó chưa biết yêu là gì. Đúng. Con không tin đây là kết thúc sau năm tháng vất vả ngược xuôi, mẹ vẫn luôn miệng gọi con ơi cứu mẹ với. Ngày hôm đó mẹ ra đi không lấy một lời chăn trối, con nhớ vẫn nhớ những giọt nước mắt như cứa vào tim. Con không thể nhìn, con không thể nhìn mẹ đi về nơi để từng ngày mặc con gọi hai tiếng mẹ ơi. Và nếu như em được làm mây bay cùng với gió dịu nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu, dù phong ba cầm tay nhau và lên trên ngút ngàn. Chính những cái áp lực của mọi người xung quanh gây nên cho mình quá nhiều mệt mỏi dẫn đến tiêu cực, vẫn nở nụ cười cho mua siêu thật, cố đóng trọn vẹn vai diễn của mình, làm người tốt nhất cho tất cả nhìn. Những sự cố gắng chẳng ai công nhận, một chút sai trái họ đem cộng nhân. Ở đây mình vẫn có thể sống rất thoải mái và vui vẻ, vừa có thức ăn, vừa có nước uống đầy đủ và không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Vậy cái đồ ăn thức uống thôi sao? Hả? Với cậu chỉ cần sống là đủ rồi hả? Tấm thân này chịu nhiều đớn đau. Chuyện tình yêu hoa rô rơ chỉ còn một màu mây xám răng ngang trời, người thương nay đã mãi mãi yên giấc.